Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối trên các nền tảng của FBNC. Hôm nay ngày 13 tháng 5, bản tin có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, Trung Quốc lại đe dọa chiến tranh với Đài Loan. Trong nước, thượng nóng hàng chục triệu đồng cho người tố giác đối tượng nhập cảnh trái phép. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một bệnh nhân từ Bệnh viện Ca Hà Nội khai báo gian dối. Tiêu điểm thế giới, bàn về tình hình chiến sự ở Trung Đông, Tổng thống Joe Biden nói Israel có quyền tự vệ. Bức ảnh trong ngày, ruộng bậc thang Việt Nam xuất hiện tại đấu trường nhan sắc toàn cầu. Tin tức thế giới sẽ bắt đầu với cuộc tập trận có quy mô rất lớn, ước tính hơn 100 máy bay và khoảng 1.500 lính sắp diễn ra ở Mỹ. Một số phương tiện truyền thông cho biết, Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận không quân với Nhật Bản và Mỹ tại bang Alaska vào tháng 6 tới. Đây là cuộc tập trận có quy mô rất lớn. Theo các quan chức quân đội Mỹ, cuộc tập trận này sẽ nhằm mục đích trao đổi chiến lược, chiến thuật và cách xử lý tình huống khi gặp các sự cố. Tuy nhiên, đại diện không quân Hàn Quốc mới đây cho biết, họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng có tham gia hay không. Do lo ngại về tình hình Covid-19, có thể Hàn Quốc vẫn ngần ngại vì lo sợ gây thêm căng thẳng với Triều Tiên và Trung Quốc. Việc mời Hàn Quốc tham gia tập trận lần này là một trong các nỗ lực liên tục gần đây của Mỹ nhằm kéo hai đồng minh quan trọng của mình ở châu Á xích lại gần nhau. Sau hàng loạt các cãi về lịch sử trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Mỹ cũng muốn mời Hàn Quốc tham gia liên minh kim cương cùng với nước này và Úc, Nhật Bản, Ấn Độ. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết có thể họ chỉ tham gia một phần nào đó trong liên minh kim cương như chống biến đổi khí hậu và đối phó Covid-19. Được biết, nếu Hàn Quốc gia nhập liên minh kim cương, chỉ riêng ba nước Mỹ, Nhật, Hàn, sức mạnh quân sự cũng không hề thua kém so với liên minh quân sự bắc đại tây dương NATO. Trung Quốc lại gửi những lời đe dọa sặc môi súng đạn tới Đài Loan. Mới đây, bà Zhu Fenlian phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc nói, nếu muốn tránh một cuộc chiến giữa hai bờ eo biển thì Đảng dân chủ tiến bộ của Đài Loan phải ngăn chặn các hành vi tiến tới độc lập. Mấy ngày gần đây, hàng loạt các hoạt động của Đài Loan đã làm cho Trung Quốc vô cùng tức giận. Đầu tiên là nỗ lực tham gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Đài Loan được các ngoại trưởng G7 nhiệt liệt ủng hộ. Mới đây, lãnh đạo Thái Anh Văn đã dẫn đầu phái đoàn cao cấp nhất của hòn đảo tới thăm Đan Mạch và dự diễn đàn Dân chủ Thế giới. Bà Thái đã có cuộc gặp với rất nhiều lãnh đạo và nhân vật cấp cao tại đó. Đây được xem là những hành động nhằm tăng cường vị thế của Đài Loan trên trường quốc tế. Và Trung Quốc xem đó là các bước để hòn đảo tiến tới độc lập. Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Yung Yong vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin để trao đổi các vấn đề song phương và đa phương cùng quan tâm. Cả hai đánh giá cao những hợp tác trong thời gian qua giữa hai nước, đặc biệt là đối phó Covid-19, an ninh quốc phòng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Phía Philippines cảm ơn Hàn Quốc đã ủng hộ gạo và nhiều thiết bị y tế khác trong quá trình nước này chật vật đối phó dịch bệnh. Ngoài ra cũng đánh giá cao chất lượng hai khinh hạm có tên lửa dẫn đường do tập đoàn đóng tàu công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc sản xuất theo đơn đặt hàng của Hải quân Philippines. Đáp lại phía Philippines, Ngoại trưởng Chu Myung Yong cho biết, Hàn Quốc đang tích cực đẩy mạnh chính sách ngoại giao hướng Nam, xem trọng quan hệ với ASEAN và Ấn Độ. Trong đó, Philippines là một đối tác lớn. Hai ngoại trưởng cũng trao đổi hàng loạt các vấn đề cùng quan tâm khác, như tình hình Trung Quốc gây rối ở Biển Đông, Myanmar và hạt nhân Triều Tiên. Vào ngày 12 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi jong kun đã có cuộc đón tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Park Mukijin đang tới thăm thủ đô Seoul. Thứ trưởng Choi đánh giá cao sự hợp tác tích cực của Mông Cổ trong sáng kiến trao đổi và giúp đỡ y tế giữa các quốc gia Bắc và Trung Á. Đây là sáng kiến của Hàn Quốc đưa ra năm 2020. Đáp lại phía Mông Cổ thể hiện ủng hộ các hợp tác, đặc biệt là về y tế với Hàn Quốc. Bên cạnh đó cũng ủng hộ hết mình quá trình đàm phán phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên mà Hàn Quốc đang nỗ lực theo đuổi. Mông Cổ khẳng định sẽ tương trợ Hàn Quốc trong mọi khả năng có thể như kết nối thông qua đối thoại Ulaanbaatar. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif mới đây cho biết, nước này sẵn sàng cải thiện quan hệ với Ả Rập Xê Út, đối thủ lớn của họ trong khu vực Trung Đông. Ông Javad đưa ra quan điểm trên khi tới thăm Syria và có cuộc hội đàm với Tổng thống Bashar Assad. Iraq mới đây cũng xác nhận trong tháng rồi, họ đã tổ chức các cuộc gặp bí mật giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Các cuộc nói chuyện đã diễn ra nhiều hơn một lần và nhiều lĩnh vực quan trọng trong quan hệ hai bên đã được bàn thảo. Ngoại trưởng Javad nói thêm, cải thiện quan hệ với Ả Rập Xê Út sẽ giúp củng cố nền hòa bình và an ninh trong khu vực. Quan hệ giữa hai nước đã căng thẳng âm ỉ từ lâu và lên đỉnh điểm vào năm 2016, khi Ả Rập Xê Út xử tử một giáo sĩ nước này có quan hệ thân cận với Iran. Hiện nay, Ả Rập Xê Út và Iran vẫn đang đối đầu trực tiếp tại nhiều cuộc chiến ở Trung Đông. Trong xung đột tại Yemen, Iran ủng hộ nhóm Houthi, còn Ả Rập Xê Út ủng hộ chính phủ ở thủ đô Sana. Trong cuộc nội chiến ở Syria, Iran ủng hộ tổng thống Assad, trong khi Ả Rập Xê Út ủng hộ lực lượng đối lập. Cơ quan lập pháp Hồng Kông vừa thông qua một điều luật gây tranh cãi. Theo đó, chính phủ có quyền bãi bỏ chức vụ các quan chức địa phương hoặc đại biểu quốc hội bị nghi ngờ không trung thành với chế độ, không trung thành với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Đây được xem là một hành động nữa của Trung Quốc nhằm bóp nghẹt các tiếng nói bất đồng tại đặc khu này ông eric sang thư ký ủy ban hiến pháp hồng kông cho biết nếu một thành viên quốc hội được cho là không trung thành với các điều luật cơ bản và không trung thành với chính quyền đặc khu họ sẽ tự động bị mất chức vụ chúng tôi tin rằng quyết định này vì lợi ích của người dân hồng kông được biết trong các kỳ bầu cử quốc hội và cấp quận vừa qua các đại biểu ủng hộ dân chủ hồng kông đều chiến thắng vang dội tuy nhiên điều đó không giúp gì được họ trước sức mạnh đang áp quá lớn từ chính quyền trung ương ở bắc kinh khi thẳng tay bỏ tù mọi tiếng nói đối lập Bên lề hội nghị ngoại trưởng xe cộng năm giữa Trung Quốc và năm đối tác Trung Á đang diễn ra tại tỉnh Thiểm Tây, ngoại trưởng chủ nhà Vương Nghị đã có cuộc gặp riêng với phái đoàn Kazakhstan. Ông Vương nói với phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Kazakhstan Muta Leobardi rằng. Hai nước có mối quan hệ đặc biệt gần gũi, Trung Quốc sẵn sàng thực hiện nghiêm túc các đồng thuận trong thời gian qua nhằm đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Được biết Kazakhstan là quốc gia lớn nhất Trung Á với diện tích gần 3 triệu km vuông, tuy nhiên dân số lại chưa đến 20 triệu người. Từ lâu Trung Quốc đã để ý tới những cánh đồng rộng mênh mông không người ở của nước này cũng như nguồn tài nguyên năng lượng phong phú ở bên dưới lòng đất. Kazakhstan chỉ có biên giới với hai quốc gia là nga và trung quốc chịu sự tranh giành ảnh hưởng mạnh mẽ của hai nước này tuy nhiên kazakhstan có quan hệ gần gũi với nga phần lớn người dân vẫn sử dụng tiếng nga để giao tiếp khu tự trị ninh hà của trung quốc nơi có khí hậu khắc nghiệt mưa ít lạnh kéo dài đây cũng là quê hương của nhóm người dân tộc hồi trước đây là vùng bị xếp loại nghèo của cả nước thời gian gần đây với sự bùng nổ của kinh tế xã hội nhiều hộ dân và hợp tác xã tại ninh hà đã chuyển sang làm du lịch tại chỗ với sự trợ giúp của các nhà khoa học tại đại học ninh hà những giống hoa tulip có nguồn gốc từ châu âu đã được lai tạo thành công ngày nay trên các vùng đất khô cằn là những cánh đồng hoa tulip mênh mông tuyệt đẹp mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn lượt khách du lịch tới thăm biến một lượng lớn lao động địa phương có việc làm giải quyết dứt điểm nạn thất nghiệp và dư thừa nhân lực đóng góp một nguồn tài chính lớn cho ngân sách ninh hạ là địa phương đầu tiên của trung quốc đã thoát nghèo thành công bằng du lịch Tiêu điểm thế giới hôm nay là phát ngôn mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Trong khi nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng: "Mong muốn và hy vọng của tôi là tình hình căng thẳng nên được hạ nhiệt càng sớm càng tốt. Tuy nhiên Israel có quyền tự vệ khi hàng ngàn quả tên lửa bay vào lãnh thổ." ông biden cũng cho biết nước này đang làm việc với các quốc gia khác có liên quan trong khu vực như ai cập ả rập xê út và uae để tháo gỡ tình hình căng thẳng giữa israel và người palestine bùng phát dữ dội vào thời gian qua khi nhóm hamas đã bắn hàng ngàn quả tên lửa vào lãnh thổ israel gây ra một số thiệt hại và thương vong đáp lại israel đã tiến hành không kích giải gaza và đặt các lực lượng tăng thiết giáp ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu những ngày qua hamas thừa nhận một số chỉ huy cấp cao của họ đã bị tiêu diệt theo các nhà quan sát với tiềm lực quân sự của mình israel có đủ khả năng sang phẳng giải gaza trong một thời gian ngắn tuy nhiên nước này chọn hình thức trả đũa bằng không kích vào lãnh đạo hamas vì không muốn tổn hại đến dân thường được chuyển sang các thông tin trong nước. Thưa quý vị, bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về trường hợp một bệnh nhân từ bệnh viện Ca Hà Nội vào bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh đã khai báo gian dối. Theo báo cáo nhanh của bệnh viện Ung bướu, bệnh nhân này đăng ký khám bệnh và khai báo y tế cư ngụ ở thị xã Chị An, Bình Dương cho đến khi bác sĩ tại buồng khám khai thác kỹ thông tin của người bệnh, nhất là vùng dịch tễ thì phát hiện bệnh nhân đã được khám và điều trị tại Bệnh viện Ca Hà Nội vào ngày 24 tháng 4. Ngay sau đó, bệnh nhân cùng thân nhân được Bệnh viện Ung Bú đưa vào khu cách ly của bệnh viện tại tầng 1 khu E để lấy mẫu thử xét nghiệm COVID-19 và điều trị ung thư. Rất may kết quả xét nghiệm COVID-19 của người bệnh và thân nhân người bệnh đều âm tính. Qua trường hợp này, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bệnh nhân và thân nhân người bệnh khai báo y tế trung thực để giúp cho các cơ sở y tế thực hiện đúng các quy định nhằm hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh trong các bệnh viện. Trên trang Facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, khi cập nhật về hành trình thiện nguyện của mình, ông vừa đăng thông tin yêu cầu hỗ trợ. Cụ thể trong dòng trạng thái đăng tại Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu vào lúc 12 giờ 35 phút trưa nay ngày 13 tháng 5 năm 2021, ông Hải cho biết Tôi bị sốt và đau nhức các khớp kinh khủng, khả năng tôi đã bị nhiễm virus Covid. Tôi đã uống 2 lần Panadol mà vẫn có dấu hiệu không giảm. Tôi rất mong tài xế nào trẻ khỏe và không bị bệnh nên lái xe cứu thương của tôi đưa tôi về Hà Nội xét nghiệm và xử lý các bước tiếp. Rất mong các anh em lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã ăn sáng với tôi, khẩn trương tự cách ly sớm trước thông tin này lãnh đạo của huyện nậm bồ tỉnh điện biên cho biết chúng tôi đã nhận được thông tin về sức khỏe của ông đoàn ngọc hải hiện tại chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo thị xã mường lây và đã đưa ông hải về trung tâm y tế thị xã mường lây để lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng dịch chuyển sang thông tin về kinh tế tại hội thảo xúc tiến đầu tư hợp tác kinh tế Việt Nam Singapore vừa được Đà Nẵng tổ chức theo hình thức trực tuyến, gần 300 doanh nghiệp từ Singapore đã tham dự và quan tâm tìm hiểu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại thành phố đáng sống này. Thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu về các chính sách ưu đãi và cơ hội đầu tư của thành phố Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ chất lượng cao như y tế, giáo dục, logistics sự kiện này đang mở ra cơ hội thu hút đầu tư nhiều hơn từ Singapore vào Đà Nẵng. Hiện quốc đảo Sư Tử có 28 dự án FDI tại Đà Nẵng với tổng vốn đăng ký hơn 838 triệu đô, xếp thứ hai trong danh sách hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Đà Nẵng. Singapore cũng là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Singapore đã đầu tư vào Việt Nam 248 dự án với tổng số vốn gần 13 tỷ đô la sinh, là quốc gia dẫn đầu đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Mới đây, Club Med, hệ thống nghỉ dưỡng toàn cầu đã thực hiện phân tích một loạt tiêu chí để tìm ra những địa điểm phù hợp nhất cho xu hướng làm việc từ xa, ngày càng thịnh hành trong thời kỳ hậu Covid-19. Cụ thể, nghiên cứu đã đánh giá về chi phí sinh hoạt, sự an toàn, tốc độ Internet. Sau khi chấm điểm các tiêu chí, rất nhiều thành phố châu Á xuất hiện trong top 10 điểm đến hàng đầu cho phong cách sống và làm việc du mục. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam xếp thứ hai sau Phuket, Thái Lan. Đứng vị trí thứ ba là Krabi, một điểm đến khác của Thái Lan, rất nổi tiếng với biển xanh, nắng vàng và nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Trang Euronews mô tả thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến mơ ước của những người chọn lối sống du mục với điểm số 274 trên 320, được đánh giá cao nhờ chi phí sinh hoạt vừa phải, khí hậu dễ chịu với nhiệt độ duy trì ở mức 34 độ C và internet tốc độ cao. Thành phố cũng có điểm số vui vẻ cao 4,5 trên 5 và các địa điểm làm việc tốt 4 trên 5. Khi thế giới đi theo xu hướng tiêu dùng xanh để bảo vệ môi trường, hàng thủ công Mỹ nghệ thế mạnh của tiểu thủ công nghiệp Việt Nam đã có nhiều cơ hội vươn xa. Đặc biệt trong bối cảnh của dịch Covid-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu của các sản phẩm gốm sứ, mây tre cói thảm, sản phẩm theo dệt thủ công năm qua vẫn tăng 11% so với cùng kỳ năm trước đó. Hiện hàng thủ công Mỹ nghệ của nước ta đã có mặt tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Theo Bộ Công Thương, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam được xếp vào nhóm sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu tốt và có tỷ suất lợi nhuận cao so với nhiều nhóm hàng khác. Đơn cử như năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của riêng hàng thủ công mỹ nghệ đạt 2,35 tỷ đô la ảnh hưởng dịch Covid-19, vì tiêu thụ cam của nông dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục gặp khó khăn. Liên tiếp trong 2 năm 2019-2020, cam rớt giá thấp kỷ lục. Có thời điểm cam chỉ từ 2.000 đến 4.000 đồng 1 kg nhưng vẫn vắng thương lái thu mua. Cam rớt giá khó bán đã khiến một số hộ trồng cam phá bỏ trồng những cây khác thay thế. Theo đó, diện tích cam của huyện Hàm Yên hiện đã giảm hàng trăm hectare sau nhiều năm cam được giá các hộ dân phát triển ồ ạt, khiến diện tích tăng quá nhanh. Trước thực trạng nhiều hộ phá bỏ cây cam, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã định hướng cho nông dân trồng các giống cam rải vụ, khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gap và giữ vững thương hiệu chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên để tăng cường liên kết quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Xin chuyển sang những thông tin vừa cập nhật về công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa cho biết sẽ khen thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác đối tượng nhập cảnh trái phép. Quyết định trên được đánh giá là động lực lớn cho quần chúng nhân dân trong chung tay phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, đây sẽ là biện pháp hiệu quả huy động sức mạnh của dân, kêu gọi tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác khi phát hiện người lạ mặt, nghi ngờ là các đối tượng nhập cảnh trái phép theo đó người dân trên địa bàn tỉnh này khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép cần báo ngay cho chính quyền ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai sẽ ra khen thưởng nóng cho người tố giác cũng liên quan đến công tác phòng dịch, mới đây Sở Du lịch Hà Nội vừa ra văn bản yêu cầu các khách sạn làm nơi cách ly phải triển khai hệ thống camera giám sát. Theo công văn này, các cơ sở này phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đánh giá thực trạng, triển khai hệ thống camera giám sát để tích hợp, kết nối với hệ thống giám sát tập trung của Bộ Thông tin và Truyền thông. Yêu cầu trên nhằm siết chặt quản lý các cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn, đảm bảo việc quy định hiện hành của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Cùng đó, Sở Du lịch Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đáp ứng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, chủ động tạo lập và sử dụng mã QR code, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ giám sát truy vết tiếp xúc dịch COVID-19. Bức ảnh trong ngày mà Thu Thủy muốn chia sẻ cùng quý vị vừa được gửi về từ đấu trường nhan sắc toàn cầu Miss Universe. Đó là hình ảnh Hoa hậu Khánh Vân mặc váy ruộng bậc thang tại Miss Universe như một lời giới thiệu đến bạn bè quốc tế về một trong những địa điểm du lịch đáng đi nhất khi đến Việt Nam. Bộ trang phục độc đáo này đã được lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang mù căng trải vào mùa lúa chính. Chiếc váy ấn tượng này được đính kết xuyên suốt, thân trên làm từ cườm và pha lê. Chân váy xếp tầng dạng tua rua tạo hiệu ứng chuyển động theo những bước đi của cô. Màu sắc chuyển đổi từ xanh vàng đến nâu đậm để miêu tả từng đợt lúa chính. Miss Universe lần thứ 69 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 5 2021 theo giờ Mỹ. Và Hoa hậu Khánh Vân của Việt Nam đang xuất hiện thật tự tin trên đấu trường này với sức hút không hề thua kém các đại diện nhan sắc của các quốc gia khác trên toàn thế giới. Thưa quý vị, trên các nền tảng kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC, chúng tôi liên tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất qua các bản tin Kinh tế 13 tháng 5 và tin nóng 24 giờ vào sáng mai ngày 14 tháng 5. Quý vị hãy bắt tín hiệu với FBNC và theo dõi nhé. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Chính quyền ông Joe Biden đã đồng ý loại bỏ Xiaomi khỏi danh sách đen mà người tiền nhiệm Donald Trump ban hành, sau khi công ty Trung Quốc đệ đơn kiện vào đầu năm nay. Sau thông tin được xóa khỏi danh sách đen, cổ phiếu của Xiaomi trên sàn Hồng Kông đã tăng tới 6,7% vào ngày 12 tháng 5. Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO tại Hà Nội đã đánh giá môi trường đầu tư của Việt Nam là một trong những nước nằm trong top đầu của ASEAN. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 2,5 tỷ đô la vốn FDI, là quốc gia đứng thứ hai chỉ sau Singapore. Thông tin chi tiết về những cơ hội đón dòng vốn FDI từ Nhật Bản sau đánh giá này sẽ có trong bản tin kinh tế 13 tháng 5 quán bar karaoke buộc phải đóng cửa phòng dịch. Thế nhưng vì quen việc nhớ nghề, 8 nhân viên bar New Phương Đông, thành phố Đà Nẵng dù đang trong khu cách ly tập trung vẫn tụ tập lại một phòng mở nhạc ồn ào. Hành động trên đã được lực lượng xử lý ngay nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tránh lây nhiễm chéo khu vực cách ly. Thông tin chi tiết về vụ việc này sẽ có trong tin nóng 24 giờ vào sáng mai ngày 14 tháng 5. Bản tin tối của MBNC với những thông tin nổi bật trong ngày và diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong nước sẽ có trong những bản tin tiếp theo đã được Thu Thủy giới thiệu đến cho quý vị. Hãy cùng MBNC trên các nền tảng kênh truyền hình YouTube, Facebook cập nhật những thông tin hữu ích nhất mỗi ngày nha quý vị. Còn bây giờ Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.